Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 5 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 5 âm lịch năm 2021 của tuổi hợi. Tử vi tháng 5 năm 2021 âm lịch của tuổi hợi chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi hợi tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp xem tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi hợi âm lịch, công việc tuổi hợi trong tháng này không có nhiều trở ngại, bạn có khả năng xử lý rất nhanh với cả những tình huống khó khăn. Mọi việc trở nên khá dễ dàng khi mà bạn chỉ cần tập trung trong một khoảng thời gian nhất định. Sự xuất hiện của thiên ấn trong tháng có lợi cho bản mệnh đang làm công việc có tính chuyên môn cao hoặc đòi hỏi phải sáng tạo. Đây là lúc bạn có thể trổ tài, cho thấy ưu thế của mình so với đồng nghiệp những người đang tìm kiếm công việc có thể có được cơ hội cho riêng mình những người đang tìm kiếm việc làm cần phải hết sức tỉnh táo và lưu tâm bởi vì các cơ hội có thể bất ngờ tìm đến một đề nghị công việc nào đó thông qua các liên hệ cá nhân có thể là lựa chọn tốt cho bạn cửu tử bay về phương Đông Nam hỗ trợ cho ai đang theo đuổi việc học tập, có tin vui liên quan đến chuyện thi cử, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ trong việc học tập hoặc có thể đạt được thành quả tốt trong một cuộc thi nào đó và học hỏi được kỹ năng mới. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, thời gian này con giáp tuổi hợi không phải suy tính quá nhiều vào vấn đề tiền bạc. Thậm chí, với số tiền kiếm được từ việc làm thêm bạn có thể mua cho mình một món đồ yêu thích từ lâu. Tử vi các tinh hậu thuẫn cho con đường tài lộc của bản mệnh lúc này được tăng tiến, nhiều người gia tăng được thu nhập bất chấp khó khăn hiện tại. Thậm chí, trong lúc mọi người gặp trở ngại lại là lúc bạn kiếm được tiền nhờ sự thông minh, nhanh trí của mình. Tuy nhiên, đừng để bản tính dễ tin người của bạn gây hại, vì chỉ một lần cho người khác vay tiền thôi bạn cũng đủ làm hỏng mối quan hệ và mất cả tiền bạc rồi. Thực tế bạn có phần thơ ngây khi xử lý các vấn đề liên quan đến chuyện tiền nong, nhưng nếu bạn chủ động hơn trong việc trang bị kiến thức tài chính cho mình thì bạn sẽ trở nên cứng cáp và tự tin hơn rất nhiều đấy. Trầm hương là hương liệu quý, ngoài dùng để cúng tế, lễ Phật thì còn có nhiều công dụng trong lĩnh vực phong thủy. Bản mệnh có thể sử dụng trầm hương cải thiện phong thủy, tăng tài tiến lộc. Tử vi tuổi hợi tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, ngũ hành xung khắc dự báo những mâu thuẫn vợ chồng khó hòa giải có thể xuất hiện trong tháng này nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình nếu điều chỉnh lại cách nói chuyện và để ý hơn tới cảm xúc của mình mỗi khi có chuyện xảy ra bản mệnh hãy hiểu rằng mỗi người trong chúng ta sở hữu những trí thông minh khác nhau để đưa ra hướng giải quyết phù hợp cho các vấn đề khó khăn trong cuộc sống vì thế thay vì chỉ trích chê bai bạn hãy lắng nghe và tôn trọng góc nhìn của người ấy hãy xem như bạn đang có thêm một góc nhìn mới đừng để tư duy phản biện đúng sai nhấn chìm mối quan hệ tình cảm của mình bằng sự logic không cần thiết phải sử dụng trong lúc này để gia tăng sự kết nối với mọi người bản mệnh có thể dành ngày cuối tuần để nghĩ về các vấn đề trong gia đình và các vấn đề khác theo cách thích hợp hơn điều này có thể giúp bạn đưa ra những kết luận đúng đắn và tiến bộ hơn tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi hợi âm lịch về phương diện sức khỏe. Xem tử vi năm 2021 bước sang tháng mới người tuổi hợi khá lơ là việc chăm sóc sức khỏe đó là nguyên nhân khiến bạn thường xuyên phải nghỉ ốm, thậm chí có người phải nhập viện chỉ vì chủ quan xem thường bệnh tật của mình dường như bạn đang có quá nhiều mối quan tâm khác nhau nên bạn không có đủ thời gian để nghỉ ngơi thường xuyên không ngủ đủ giấc mỗi tối nên cơ thể mệt mỏi là điều không tránh khỏi trong khi đó bạn càng mệt lại càng cần có giấc ngủ sâu để nhanh hồi sức tháng này thời tiết khá nóng bức khó chịu như hiện nay bạn nên hạn chế ăn các loại hoa quả khiến bạn dễ nóng trong như vải nhãn mít sầu riêng nếu thích cũng chỉ nên ăn với số lượng vừa phải mà thôi đặc biệt nên tránh xa việc uống rượu bia nữa nhé nếu không muốn cơ thể luôn trong tình trạng ủ rũ, không thể làm được việc gì chỉn chu. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi hợi trong tháng 5 âm lịch năm 2021. 1. Đinh hợi, thuộc mệnh thổ, nam thủy diệu, nữ mộc đức, khẩu quyết, có những người ở bên mang lại cho bạn cảm giác an tâm và bình yên. Quý nhân, tí, dần. Tiểu nhân, thân, mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Hai. Kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, nam mộc đức, nữ thủy diệu khẩu quyết, con đường tài lộc hanh thông, được người khôn ngoan dẫn lối. Quý nhân, dậu tỵ. Tiểu nhân, ngọ, thìn. Màu sắc may mắn, vàng, đỏ. Ba. Tân hợi, thuộc mệnh kim, nam vân hán, nữ la hầu khẩu quyết tâm thế vô tư thoải mái giúp bạn vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Quý nhân, tuất, mão. Tiểu nhân, tị, tuất. Màu sắc may mắn, nâu, trắng. 4. Quý hợi, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. khẩu quyết, khi đã đủ thời gian thấu hiểu hãy dành cho người ta sự tin tưởng hoàn toàn. Quý nhân, mùi, sửu. Tiểu nhân, mão, thân. Màu sắc may mắn, cam, tím. Năm. Ất hợi, thuộc mệnh hỏa, nam mộc đức, nữ thủy diệu. khẩu quyết cái tôi quá cao tình cảm trục trặc đời sống hôn nhân nhiều sóng gió quý nhân dần sửu